Lời nói đầu tiên, tôi MC Cường Lê xin thay mặt cho trung tâm giọng ca vàng xin gửi tới quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, xã hội ngày càng phát triển thì cuộc sống chúng ta càng bộn bề những lo toan. Có đôi khi vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta không có thời gian, không có điều kiện để mà mua vé đến những sân khấu, những nhà hát để mà xem những chương trình giải trí. Chính vì điều đó mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị những chương trình giải trí miễn phí để xả chết sau những giờ, những ngày làm việc căng thẳng và mệt nhọc. Nên chúng tôi quyết định thành lập trung tâm ca nhạc giọng ca vàng. Và đây cũng là nơi mang đến cho quý vị những tiếng cười, những tác phẩm nghệ thuật giúp quý vị giải trí miễn phí, hữu ích ở mọi lúc và mọi nơi. Kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình ghi hình cuốn CD số 1 của trung tâm chúng tôi với chủ đề Tuyệt phẩm song ca. Đến với số đầu tiên này thì chúng tôi có mời về đây rất nhiều những đôi song ca rất quen thuộc với quý vị khán thính giả trong nước cũng như ở hải ngoại. Nhưng tôi không hiểu tại sao giờ này tôi vẫn chưa thấy ca sĩ nào tới cả. Rồi cô Kỳ Duyên của tôi cũng chẳng thấy đâu. Vậy mà ông đạo diễn cứ đẩy tôi ra đây. Anh bắt đầu chương trình đi. Rồi còn dúi vào tay tôi một tờ giấy, không biết là ghi chép cái gì trong đây. Thì sau đây tôi xin phép đọc to cho quý vị cùng nghe. Nhờ anh xin lỗi toàn thể quý khán thính giả giùm tôi. Vì trung tâm chúng ta mới thành lập nên chưa có kinh phí, chưa bán được vé và cũng chưa có nhà tài trợ, nên chưa có tiền chuyển cọc cho ca sĩ. Thành ra bây giờ ca sĩ vẫn không có ai tới. Anh nhắn với quý vị khán giả là chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Và toàn bộ chương trình hôm nay quý vị sẽ được xem free hoàn toàn. Và anh chuyển qua phương án thứ hai giúp tôi. Tôi xin lỗi và đội ơn anh. Kính thưa quý vị, đây là sự cố ngoài mong muốn của trung tâm chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho trung tâm giọng ca vàng thành thật xin lỗi quý vị. Và không để cho quý vị đợi lâu, thì sau đây chúng tôi xin chuyển qua phương án thứ hai. Đó là chúng tôi có chuẩn bị được một ca sĩ của trung tâm chúng tôi đào tạo ra sẽ lên đây thay thế và hát cho quý vị nghe. Và nếu như xem xong quý vị cảm thấy không vui thì tôi mong quý vị vẫn vui nhé. Và nhạc phẩm đầu tiên để mở màn cho chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thi Linh. Nhạc phẩm được mang tên Bạc Trắng Lửa Hồng, qua phần thể hiện của một đôi song ca rất đặc biệt của trung tâm chúng tôi. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay chào đón giọng ca Lê Cường. Chiêm bao tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc
cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta. Bạc trắng lưa hồng nếu đời thêm xa, đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muốn kiếp ly ta, một cánh thiêm hồng tiến người sang ngang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muốn kiếp ly ta, cánh thiêm hồng tiến người sang ngang. Mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo khoan sang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi nẻo khoan sang. Khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. Thưa quý vị, số ghi hình đầu tiên của trung tâm chúng tôi với chủ đề Tuyệt phẩm song ca. Thì trong kịch bản là tất cả những bài hát trong chương trình là đều là những ca khúc song ca. Nhưng sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra thì bây giờ chúng tôi chỉ có một ca sĩ thôi. Nên thành ra chúng tôi xin phép quý vị là chúng tôi sẽ hát cả đơn ca luôn. Hôm nay tôi đứng đây không có cô Kỳ Duyên thì tôi cảm thấy hơi buồn, bởi vì cô Kỳ Duyên là bồ của tôi trên sân khấu suốt mấy mươi năm. Nhưng mà hôm nay không có bồ đứng cạnh bên thì tôi cảm thấy hơi thiếu thiếu. Nhắc tới bồ thì sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện.
có một lần tôi đi làm show ngoài Nghệ An, thì tôi có nhận được một câu hỏi của một vị khán giả gửi cho tôi. Thì câu hỏi như sau: anh có thể cho tôi biết sự giống nhau và khác nhau giữa bồ và vợ là như thế nào? Thì sau khi tôi đọc câu hỏi xong, thì có một quý ông xung phong lên trả lời. Thì quý ông này trả lời như sau: thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ, khi chạm vào tóc thì chim dựng. Còn đối với vợ, khi chạm vào chim thì tóc dựng. Thì tôi không biết là câu trả lời này có đúng không, nhưng mà tôi thấy các quý ông vỗ tay rất là lớn và cười rất là thích thú. Kính thưa quý vị, Việt Nam chúng ta là một đất nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nên nguồn ẩm thực và trái cây cũng rất là đa dạng. Có một số loại trái cây người ăn được thì khen ngon và thơm, có người không ăn được thì chê thúi, thậm chí là vừa ngửi thấy mùi đã chạy mất dép rồi. Và có loại trái cây khi tôi vừa nhắc tới tên thì sẽ làm cho không ít quý vị ở đây chảy nước miếng, nhất là mấy chị em phụ nữ và mấy cô bánh bèo. Thưa quý vị, đó là trái me. Có một nhạc sĩ đã viết một bài hát rất là hay mà có nhắc đến cây me. Thì tôi không biết là nhạc sĩ này có thích ăn me hay không, mà tại sao viết một bài hát hay như thế. Thì trong cái bài hát này thì có nhắc đến lá me chứ không phải nhắc đến trái me. Sau đây xin giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thanh, nhạc phẩm được mang tên Vùng Lá Me Bay, qua phần thể hiện của giọng ca Lê Cường. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chót vay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn, néo đường thành đô khói ngập trời bùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu giùm, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển khơi. Thank you.
bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chót vay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn, néo đường thành đô khói ngập trời bùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu dừng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Kính thưa quý vị, ca sĩ chúng tôi đang đi thay đồ. Thì trong lúc ca sĩ thay đồ, tôi xin phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui. Đó là câu chuyện về ông bố vợ và anh con rể. Thì trong một cái gia đình kia, có một anh con rể. Thì có một hôm, anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa hai người đàn ông xong, thì anh con rể anh mới chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi, sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì? Thì anh con rể anh mới trả lời, con để quên cái bật lửa. Thì ông bố vợ ông mới nói, để quên cái bật lửa thì con để đấy. Hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được, con quay lại chi cho mất công. Thì anh con rể anh mới đáp, để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi, chứ giang hồ nguy hiểm lắm, đời giờ không tin được thằng nào. Tôi cũng mong là những quý anh ở đây, nếu như có qua nhà ông bố vợ chơi thì mong rằng đừng có để quên cái gì. Thì sau đây sẽ là những lời tâm sự của đôi vợ chồng trẻ lúc nửa đêm. Xin giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Nhạc phẩm được mang tên Không Giờ Rồi. Và xin mời quý vị tiếp tục chào đón sự trở lại của đôi song ca có giọng hát 2 trong 1 rất đặc biệt của trung tâm chúng tôi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay chào đón giọng ca Lê Cường.
không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng em ơi, bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa, sao anh còn thao thức trong đêm? Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé em, anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em gói chăn hừng hờ gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Rồi anh biết chưa, sao anh còn thao thức trong đêm? Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em gói chăn hừng hờ gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh cỏ, đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rất trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Kính thưa quý vị, sinh ra làm phận đàn ông đã khổ, nhưng mà nếu không may phải làm thằng đàn ông nghèo thì càng khổ hơn. Bởi vì thời bây giờ, đàn ông mà không có sự nghiệp
là con gái nó chơi xong rồi, nó bỏ. Thì cái bài hát tiếp theo sau đây sẽ nói về câu chuyện của một chàng trai. 20 năm trời đem lòng yêu thương cô gái, như vậy mà nỡ lòng nào, cô gái này nó quen xong rồi, nó cũng bỏ. Còn cô có chơi hay chưa thì tôi không biết. Xin mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc phẩm được mang tên Đắp Mộ Cuộc Tình, qua phần thể hiện của giọng ca Lê Cường. Giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò, môi tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng giã từ. Ngày em thay áo hoa, pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, say hoài sầu không vơi. Tình riêng ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn, từng thu thay lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta rót ly này. Trong cung đàn em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người, say hoài sầu không vơi. Tình riêng ta tiếc uống thêm ly này, giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn, từng thu thay lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá
gánh nặng tuổi đời. Nhớ người ta rót ly này, từng thu thay lá, lá rơi đắp mộ cuộc tình. Lá bay chất nặng tuổi đời, nhớ người ta rót ly này. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi là ca khúc cuối cùng kết thúc chương trình ghi hình cuốn CD số 1 của trung tâm chúng tôi. Thưa quý vị, mục đích của chương trình chúng tôi làm ra là để mang đến cho quý vị những chương trình giải trí miễn phí. Và vì trung tâm chúng tôi mới thành lập mà chỉ có một thành viên duy nhất, đó là tôi. Toàn bộ chương trình từ biên tập, đạo diễn, MC, ca sĩ, trang phục, vân vân và vân vân thì cũng đều một mình tôi làm, nên thành ra khó tránh khỏi những sơ suất và những điều chưa tốt. Thì nếu quý vị nào xem mà cảm thấy không hay và không thích thì tôi mong quý vị cũng đừng ném đá, tội nghiệp tôi. Còn nếu như được quý vị khán thính giả ủng hộ, chia sẻ rộng rãi và nhiệt tình thì tôi sẽ tiếp tục làm những số tiếp theo gửi tặng đến quý vị. Và tôi mong toàn thể quý vị khán thính giả sẽ yêu thương, ủng hộ, giúp đỡ và góp ý kiến chân thành về cho chúng tôi theo địa chỉ email giọngcavang102@gmail.com, kênh YouTube Giọng Ca Vàng, Facebook Lê Cường và fanpage Giọng Ca Vàng. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho trung tâm Giọng Ca Vàng xin cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi và đón xem. Xin chúc toàn thể quý vị và gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.